takes care of all the calls, incoming calls, and, you know, like, I don't, I'm not really sure. I'm just excited. I'm very happy that I'm working for a great company, and I'm very impressed. Yes, me too. Thật là có như rất là vui sướng gặp tất cả anh chị em trong nhà của Skin. Ai cũng rất là excited để mà chuẩn bị cho tập trung cho cái sự bùng nổ trong bắt đầu từ năm 2011 cho đến năm 2015. Trong 5 năm tới đây, đây là cái thời điểm mà phải tập trung để tạo sự biến động.